Nhằm chuẩn bị cho vòng loại Futsal châu Á 2024, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Nam Mỹ và có những trận đấu giao hữu với đội tuyển Argentina cùng đội tuyển Paraguay. Theo kế hoạch, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ lên đường đi Nam Mỹ tập huấn trong khoảng 2 tuần, bắt đầu từ ngày 31 tháng 5. Đội Futsal Việt Nam sẽ bay sang Argentina tập huấn và thi đấu giao hữu một trận trước khi sang Paraguay. Trong thời gian tại Paraguay, đội Futsal Việt Nam dự kiến sẽ có 3 trận đấu với đội tuyển đang xếp hạng 9 thế giới và tiếp tục trở lại Argentina thi đấu trước khi hoàn tất chuyến tập huấn tại Nam Mỹ. Đây chắc chắn là chuyến tập huấn đầy bổ ích của huấn luyện viên trưởng Diego Raul Justozzi và các học trò đội tuyển Futsal Việt Nam, bởi cả hai đội bóng Nam Mỹ thi đấu với tuyển Việt Nam đều nằm trong top 10 thế giới. Trong khi đội tuyển Argentina đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng FIFA thì Paraguay đang là đội đứng thứ 9. Trước đây, đội tuyển Futsal Việt Nam cũng đã từng có trận thi đấu giao hữu với đội tuyển Argentina và để thua với tỷ số 1-3. Đặc biệt, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Futsal Việt Nam hiện tại chính là ông Justozzi, người đã đưa Argentina lên ngôi vô địch tại Futsal World Cup 2016. Mặc dù cuộc đua tại vòng loại giải Futsal châu Á 2024 phải đến tháng 10 mới khởi tranh, nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã tạo điều kiện để đội tuyển có thể tập trung thành nhiều đợt khác nhau trong năm 2023, qua đó sẽ giúp huấn luyện viên trưởng Justozzi xây dựng lực lượng cũng như rèn giũa lối chơi cho đội tuyển. Ở đợt hội quân đầu tiên trong năm 2023, bắt đầu từ ngày 9 tháng 1 đến 15 tháng 2, chiến lược gia người Argentina đã sớm tạo ra dấu ấn khi quyết định triệu tập rất nhiều nhân tố mới và cả những cầu thủ trẻ như Trần Tuyên, Nguyễn Trần Duy của Sài Gòn FC, Hoàng Sĩ Linh, Nguyễn Văn Tuấn của Thái Sơn Bắc, Nguyễn Văn Cố Phát Cồn của Cao Bằng, Đinh Công Viên, Trần Quang Toàn, Lưu Thanh Bảo của Sahako, Dương Ngọc Linh của Thái Sơn Nam. Chính điều này đã tạo bầu không khí hứng khởi và sự cạnh tranh tích cực trong đội tuyển khi tất cả các cầu thủ đều nỗ lực thể hiện khả năng của mình để có mặt ở danh sách cuối cùng.